Chào mừng tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức cách may áo sơ mi nữ căn bản. Thì đầu tiên chúng ta cũng kẻ một đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang cách biên giới một khoảng trống. Tiếp theo chúng ta sẽ tính dài áo. Dài áo thì bằng số đo trừ 2cm vai và cộng cho 3cm bên. Dài áo của mình là 58, trừ cho 2cm vai thì còn 56, và cộng 3cm bên thì bằng 59. Và ta cũng kẻ một đường thẳng vuông góc. Mình đặt điểm này là điểm A và điểm này là điểm B. Tiếp theo ta sẽ tính là hạ eo. Hạ eo thì bằng số đo trừ cho 2cm vai và cộng cho 3cm bên. Số đo hạ eo của mình là 36, trừ 2cm vai còn 34, và cộng cho 3cm bên là 37. Và ta cũng kẻ một đường vuông góc. Từ điểm A chúng ta sẽ tính qua là ngang cổ. Ngang cổ thì bằng vòng cổ chia cho 5. Vòng cổ của mình 36 chia 5 thì chúng ta sẽ được là 7,2 cm, mình làm tròn là 7 cm. Và tiếp theo là hạ cổ. Hạ cổ thì từ điểm A chúng ta tính xuống. Hạ cổ thì bằng vòng cổ chia cho 5 và cộng cho 1 thì chúng ta sẽ được là 8 cm. Mình đặt điểm này là điểm A1 và điểm này là điểm A2. Tiếp theo chúng ta sẽ tính ngang vai. Ngang vai thì bằng vai chia cho 2 và trừ cho 0,5 cm. Vai của mình là 36, chia 2 thì được 18 và trừ cho 0,5 thì còn là 17,5. Và mình đặt điểm này là điểm D. Từ điểm D này chúng ta sẽ kẻ một đường thẳng vuông góc. Và chúng ta sẽ tính xuôi vai. Xuôi vai thì bằng vai chia 10. Vai của mình là 36, chia 10 thì được 3,6. Mình đặt điểm này là điểm D1. Và chúng ta sẽ nối D1 và A1 lại với nhau và chúng ta sẽ được vai con. Tiếp theo chúng ta sẽ tính hạ nách. Thì từ điểm D1 này chúng ta sẽ tính xuống. Hạ nách thì bằng vòng nách chia cho 2 và trừ cho 2cm vai. Vòng nách của mình là 34, chia 2 thì được 17 và trừ cho 2cm thì còn lại 15. Và bây giờ mình sẽ kỹ đường ngang ngực, đi ngang qua điểm hạ nách. Mình đặt điểm này là điểm Y. Và từ điểm Y chúng ta sẽ lấy vào là 2,5cm. Chúng ta đặt điểm này là điểm Y1. Mình sẽ nối Y1 và D1 lại với nhau. Ta chia đôi đoạn thẳng Y1 và D1 ra. Mình đặt điểm này là điểm Y2. Tiếp theo chúng ta sẽ tính ngang ngực. Ngang ngực thì bằng vòng ngực chia cho 4 và cộng cho 1cm cử động. Vòng ngực của mình là 88, chia cho 4 thì được 22 và cộng 1cm cử động nữa là 23. Và bây giờ mình sẽ tính ngang eo. Ngang eo thì bằng vòng eo chia cho 4 cộng cho 3cm bên và cộng cho 1cm cử động. Vòng eo của mình là 68, chia cho 4 thì được 17 và cộng cho 3cm bên 20, cộng 1 cử động nữa thì được 21. Mình đặt điểm này là điểm C1, điểm này là điểm G và điểm này là điểm G1. Tiếp theo chúng ta sẽ tính ngang lai. Thì từ điểm B này chúng ta sẽ tính qua. Ngang lai thì bằng vòng mông chia cho 4 và cộng cho 1cm cử động. Vòng mông của mình là 90, chia 4 thì được 22,5 và cộng cho 1cm cử động nữa là 23,5. Và mình đặt điểm này là điểm B1.
Bây giờ mình sẽ nói các điểm đi lại với nhau. Sau đó mình sẽ đánh cong đoạn này là vào 30 ly và đoạn này lòi ra 30 ly. Mình nối điểm G1 và E2 lại, chia hai đoạn thẳng này ra. Nối hai điểm này lại với nhau, chia hai đoạn thẳng này ra. Và mình sẽ vẽ vòng nách. Mình sẽ giảm sườn là 1 xăng. Và mình lấy xe vạc xuống là 1,5 xăng. Mình vẽ line thì đoạn này mình sẽ vẽ thẳng. Và đoạn này cũng là một góc vuông. Và chỗ này thì mình sẽ vẽ các cái đường thẳng vuông góc. Mình nối hai điểm này lại với nhau. Rồi mình chia đôi cái đoạn thẳng này ra. Mình nối hai điểm này lại với nhau. Cái đoạn này thì mình sẽ chia ra làm 3 phần bằng nhau. Và mình sẽ vẽ vòng cỏ là đi qua 1/3. Đường này là đường chính giữa của thân trước và cũng là đường tâm khuy tâm nút. Từ đường này các bạn lấy ra ngoài là 1,5 xăng, là đường nếp nẹt. Từ đường gặp nghiệp này chúng ta sẽ lấy ra là 4 xăng. Mình bị xéo lên để khi gặp vào là không bị thiếu. Từ điểm G này chúng ta sẽ lấy vào là 8,5 xăng. Theo công thức là gian ngực chia 2, 17 và chia 2 thì được 8,5 xăng. Sau đó chúng ta sẽ đặt thước kẻ một đường thẳng vuông góc. Chúng ta đặt điểm này là điểm Y. Từ đường trên cùng chúng ta sẽ lấy xuống là 21 xăng, là hạ đỉnh ngực. Mình đặt điểm này là điểm V.
Và từ điểm V này chúng ta sẽ lái xuống là 3 sen. Và từ vị trí này chúng ta sẽ lái qua mỗi bên là 1,5 sen. Mình đặt điểm này là V1. Mình sẽ nối các điểm này lại với nhau và chúng ta sẽ được cái bên thân trước. Từ điểm C1 này chúng ta sẽ lấy lên là 7 sen. Mình đặt điểm này là điểm O. Mình nối điểm O và điểm V lại với nhau. Từ điểm V này chúng ta sẽ lấy vào là 3 sen. Mình đặt điểm này là điểm V2. Từ điểm O này chúng ta lấy qua mỗi bên là 1,5 sen. Sau đó chúng ta sẽ nối các điểm này lại với nhau và chúng ta sẽ được cái bên xương. Từ điểm này chúng ta sẽ lấy ra là 1 sen. Và chúng ta vẽ lại cái đường sườn đoạn này. Vì đoạn này khi chúng ta xếp bên lại thì bị hụt sườn, cho nên chúng ta phải tăng ra 1 sen. Bây giờ chúng ta sẽ chừa thêm đường may. Phòng có chúng ta chừa là 0,8 cm. Vai, vòng nách và sườn áo chúng ta sẽ chừa là 1 sen. Lai chúng ta sẽ chừa là 1,5 sen. Còn nẹp áo thì chúng ta đã tính đường may sẵn trong đó thôi, cho nên chúng ta không phải chừa thêm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Mời các bạn đón xem tiếp phần 2 phần thân sau.